Ôi trời, sao tôi mệt quá vậy? Cái gì vậy? Ê, trời ơi! Anh nội em không ai vô phụ em chứ? Phụ gì nữa? Trời ơi, bên này đang rất ăn gian luôn á. Mỗi lần mà qua đến cái rổ của em cái người ta quay nhanh cái. Nè, em phải hiểu nè. Em bị nhanh thì bên đây cũng bị nhanh. Đúng rồi. Không có đâu, chơi kỳ quá. Lớn rồi mà chơi ăn gian quá, sao chơi lại được? Y chang không khác, đúng là thiệt trời sinh một cặp. Chị lên chơi dơ lên. Bên đây 11, bên đó chỉ cần 2 quả thôi. Mày hốt hết đi Baby. Anh thấy là anh đã thấy người ta hơn em rồi mà anh cứ mừng nhục như vậy vậy. Không, luật chương trình là phải là cho nhục nó nặng hơn. Wow. Vẫn như cũ, chúng ta có từng cặp đối kháng với nhau. Đội nào nhiều lượt thắng hơn thì đội đó chiến thắng. Hiện tại chúng ta đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-1. Đúng vậy. Hãy chọn đối thủ, xin mời. Em chọn Luật. Rồi, tôi bị tiền đình, bạn bị tiền đình, hai đứa leo lên đây xoay. Đúng. Ôi 6 vòng. Thời gian dành cho mỗi cặp là 1 phút và 30 giây. Tiến Luật và Lâm Vỹ Dạ. Tôi đồng ý. Thúy Ngân và Lan Ngọc. Lan Ngọc. Còn lại hai người đàn ông, Trương Thế Vinh. Như cũ. Như cũ với lại Baby Trần. Cặp đầu tiên xin mời lên. Bây giờ sẽ là Baby Trần và Trương Thế Vinh. Baby Trần là rổ màu xanh và Trương Thế Vinh là rổ màu đỏ. 1 phút 30 giây. Go. Ê. Ôi trời. Ôi trời ơi! Anh đừng bắt chát! Đi ra cái xác kìa! Có đội mà đổi kìa! Có đội ba em kìa! Em có đội em kìa! Trời ơi! Tài lầm lực! Ê! 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 Em trai đây em trai ơi. Ôi trời, sao tôi mệt quá vậy? Cái gì vậy? Ê, trời ơi. Hết giờ. Thưa quý vị, ở lượt này chúng ta không cần đếm banh, bởi vì đội Baby Trần, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ chơi không đúng luật nên xử thua. Trời ơi, không đồng ý. Ngay từ đầu là anh Luật nó lấy cái này, anh đỡ bóng rồi. Thưa quý vị, bây giờ là lượt tiếp theo, Lâm Vỹ Dạ và Tiến Luật. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ là lượt cuối cùng của ông chú Tân Phú và bà Thím nơi Trân Lòng. 1 phút 30 giây. Go. Vô chị ơi, vô chị ơi. Đây. Nó không lún ra luôn rồi đây luôn á. Trời ơi, tôi bắn kỳ vậy ta. Đây, bên này. Vô. Đúng rồi, vô rồi. Thầy quá cú lên, chào ơi. Mặt rồi đó. Đúng rồi anh ơi. Cố lên chị Dạ. Bên đây thôi. Cố lên chị Dạ ơi. Đúng rồi anh ơi. Rất ngứa luôn nha. Hay quá Dạ ơi. Hay quá Dạ ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Ngân trong mặt rồi kìa. Ê, anh chơi đàng hoàng đi. Dạ. Ê. Trời, trong mặt thiệt luôn. Quay ngược lại đi, đổi trong mặt. Quay ngược lại được không bồn? Trong mặt không rồi. Quay ngược lại là ối luôn á. Ủa chứ lực yếu vậy? Gì? Chạy nhanh đi đây. Nhanh. Tôi chụp bà giả kìa. Nè. Yêu nè. Nè. Yêu nè. Giữ giữ dạ ơi. Hay quá Tiến Luật. Bên đây có hai quả và bên kia. Ủa sao 1 phút 30 giây mà có 4 quả vậy? Lên máu luôn à. Chúng tôi quy định Thúy Ngân sẽ là rổ màu đỏ và Lan Ngọc là rổ màu xanh. 1 phút và 30 giây bắt đầu. Xoay xoay. Hay quá rồi. Ê đi nè. Ê đi nè. Hay quá. Trời ơi. Cái này đàn ông. Trời ơi. Cái này đàn ông. Hay quá Ngọc ơi, hay quá. Hay quá Ngọc ơi, hay quá. Nè nè nè, không có nữa. Vô, 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 vô. Đổ lên Ngọc ơi. Đổ đỏ từ từ, từ từ. Hay quá. Từ từ thôi. Đổ đỏ từ từ, từ từ. Hay quá. Từ từ thôi. Đỏ nè, cơn đỏ nè, đúng rồi. Đỏ nè, cơn đỏ nè, đúng rồi. Ê, Baby Trần. Đâu có, em đâu có làm gì đâu. Em đâu có làm gì đâu. Hay quá. Hay quá. Hay quá em ơi. Hay quá Ngọc ơi. Hay quá Ngọc ơi. Hay quá Ngân ơi. Hay quá em ơi. Cổ lên Ngọc ơi, cổ lên Ngọc ơi. Ôi trời lỡ tay, để chân cho khác. Ôi. Hay quá em ơi. Cổ lên Ngọc. Hay quá em ơi. Mệt quá em ơi. Ơi Ngọc em phải phân biệt đâu là ngủ và đâu là đồng chị cho Ngọc. Ngủ đâu là đồng chị cho Ngọc. Hay quá. Trời ơi Ngọc. Hay quá ta. Rõ rồi. Vô. Vô. Hay quá Ngọc ơi. Hay quá Ngọc ơi. Vô. Vô. Quay quay chạy chạy đi, chạy đi. Chạy đi Vinh, chạy đi Vinh, chạy đi Vinh, chạy đi Vinh. Chạy đi Vinh. Hết giờ. Trời em có may vô phụ em chứ. Phụ gì nữa? Trời ơi, bên này đang rất ăn gian luôn á. Mỗi lần mà qua đến cái rổ của em cái người ta quay nhanh cái. Nè em mày hiểu nè. Em bị nhanh thì bên đây cũng bị nhanh. Đúng rồi. Không có đâu, chơi kỳ quá. Lớn rồi mà chơi ăn gian quá làm sao chơi lại tính được. Y chang không khác, đúng là thiệt trời sinh một cặp. Chị lên chơi dơ lên. Chúng ta sẽ đếm rổ màu xanh trước. Khỏi đếm, khỏi đếm. Là sao? Khỏi đếm luôn, thấy rõ ràng rồi, khỏi đếm. Không, phải đếm, phải đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, ăn gian một chút. Màu xanh bên kia 10, 1, 12. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5 là 12. Thúy Ngân nè. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi khỏi đếm anh ơi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bên đây 11, bên đó chỉ cần 2 quả thôi. Mày hốt hết đi Baby. Anh thấy là anh đã thấy người ta hơn em rồi mà anh cứ mần nhục như vậy vậy. Không, luật chương trình là phải là cho nhục nó nặng hơn. Thúy Ngân thắng Lan Ngọc. Dù là bóng không nhiều nhưng mà 2 lượt trước là đội của Luật thắng. Và tổng đến thời điểm này là hồi nãy là mình bị là 2-1. Bây giờ ở cái game này mình thắng. Có nghĩa là gì? Tỷ số hiện tại là 2 đều. Sao? Có ai thắc mắc than phiền gì về trò chơi này không? Không. Sao vậy? Thôi tôi ngồi chút xíu. Chóng mặt quá rồi anh ơi. Ai cũng bông chóng mặt hết rồi. Sao? Giờ mình có thách đấu gì không? Không. Hả? Không không được rồi, thấy anh Giang sung quá. Quê nhau rồi là được rồi, vui rồi. Quê vui. Anh gia đình bảy nụ, trong gia đình không cả cùng một mẹ chứ hoài đã nhau. Hiện tại giờ là vui rồi, không có thách đấu gì nữa hả? Nếu mà thách đó thì tôi thách thôi thằng đẩy đó mệt. Đây là trò chơi kéo phao, sẽ có 3 lượt chơi, chúng ta sẽ kéo phao về phía của mình, sau đó mặc bộ đồ đó vào. Đội nào sau 3 lượt có nhiều lần mặc đồ trước đội kia là giành chiến thắng. Đó, nhưng mà quan trọng phải lựa cái sức cho nó tương ứng. Chắc đội này thua nữa quá. Đội em mới là thua nè. Trời ơi, bên kia ai kéo nổi ông Vinh? Bên kia toàn thứ dữ không kìa. Anh đó. Kéo Trương Thế Vinh. Ôi, không nổi đâu, thua. Em nghe đồn là chị Ninh Dương Lan Ngọc rất là mạnh. Em sẽ chọn chị. Rồi, em với Ngân chơi chứ. Đúng rồi, Thúy Ngân. Em sẽ đấu với một con khủng long bào chúa. Thúy Ngân ơi. Dạ. Trò chơi này không cần trí, không cần duyên, chỉ cần lực. Anh ơi, anh mới vừa làm tổn hao sinh lực của em rồi đó. Hả, vậy hả? Mình có cần hỗ trợ bên đây được không? Không. Chúng ta không được can thiệp vào cuộc trận đấu sinh tử của họ. Ba. Khoan. Cái gì? Em không thể giữ được cái phao này. Nó quá sai so với em. Thì nè, đừng có tay dưới đây, đừng có tay. Đó. Hiểu không, chưa? Tay trên tay dưới nó chắc hơn. Đúng rồi. Ờ đó. Bắt đầu. Mặc từ trên mặt xuống luôn. Như vậy là lượt đầu tiên Thúy Ngân chiến thắng. Trời đất ơi. Bây giờ là lượt tiếp theo. Dạ. Người ta là mỗi chân mỗi ống. Bà mặc hai chân có ống rồi bà ơi. Dạ, tới em. Cặp tiếp theo. Vô. Mặc đều nè. Dạ. Về so về cân nặng. Hai người bằng nhau thôi. Dạ yên lắm. Sao vậy? Đội lên qua chiều à. Dạ ơi, anh nó lầy lắm. Sẵn sàng chưa? Đứng sáng lại. Bắt đầu. Rồi, đứng cái dây bây giờ. Lấy luôn cái quần nè. Ơi là dạ. Đúng rồi, ra lên mặt luôn. Mặc đi. Dũng ơi, lấy cái quần Dũng ơi. Mặc vô. Ngồi xuống. Kéo lại, kéo cái dây lại đó trước đã. Mặc vô đi. Đừng có để nó tụt cái này ra. Đừng có để nó tụt cái này ra. Chạy vô lại. Rồi, mặc vô. Rồi, mặc vô. Chưa kéo quần lên. Chị dạ kéo quần ra rồi. Như vậy là cỡ lượt này Lâm Vỹ Dạ thắng vì chưa kéo quần lên. Đừng có để nó tụt cái này ra. Đó, kéo rồi. Chưa kéo quần lên, ở dưới đây. Ở dưới đây. Rồi, hay mặt tiếp theo. Chị tự nhưng mà không đủ độ gian xảo. Đúng. Này chắc anh Lâm thua rồi. Đó. Đấy là biết thắng rồi. Anh Lâm vô. Anh Lâm vô. Vô anh ơi, đàn ông anh ơi. Đây là hai người đàn ông của hai đội nên luật chơi nó sẽ khác. Là thay vì mặc hai bộ đồ thôi đúng không? Chúng ta sẽ thêm một đôi vớ nữa. Khỏi anh có vớ đâu không cần. Không, phải mang vớ thêm nữa. Anh cởi vớ ra đi. Anh cởi vớ ra đi để hơi nó trơn á anh. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, anh Quang ở đây nè mà lỡ mà anh xin lỗi em. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt vô chưa? Anh bắt đầu. Không kéo, không kéo, không có kéo. Không có kéo. Nó chân. Nó chân. Nó chân. Nó chân, nó chân. Rồi lấy cắn nó đi, cắn vô. Thưa quý vị, con bé nó không được gì mà cái chuyện hại đồng đội. Trời ơi, em xin lỗi em tưởng vớ này của anh vớ. Rồi vớ đâu? Nó nói chứ. Trời ơi. Trời ơi, con gái anh nhóc mặt này đâu rồi. Anh Long chạy. Nó vớ anh đâu, nó vớ anh đâu. Vô! Vô anh đâu! Thưa quý vị, như vậy là không có ai mà như Thúy Ngân đi hài chính đồng đội của mình. Người ta đã tuổi cao sức yếu rồi, người ta trụ không lại với thằng trẻ rồi, mà còn giấu đồ của người ta nữa. Không là thắng rồi. Thưa quý vị, người ta nói không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội. Như vậy ở lượt này chúng tôi quyết định luôn, hai đội đều chơi không có gọi là đúng luật của chương trình. Luật của chương trình là phải giữ ở trong cái phao này cho nó kéo. Để chi? Để cái người bên kia là phải xa cái quần áo của họ. Không, bên đây bỏ phao luôn. Chạy qua đè hung nhỏ người ta. Nhỏ người ta bị bấn loạn về tinh thần rồi. Hung người ta xong cái bên này cũng đâu có dừa. Bị già hung rồi bực. Bị già hung bực. Chạy qua tuột quần già luôn. Cả hai đội đều chơi không đúng luật. Ở lượt này hai đội đều không có điểm.